Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chuyên gia Liên Hiệp Quốc lên án vụ thi hành án đối với Lê Văn Mạnh. Ngày 3 tháng 10, VOA Tiếng Việt có bài Chuyên gia Liên Hiệp Quốc bàn hoàng trước vụ hành quyết Lê Văn Mạnh của Việt Nam. Theo đó, một chuyên gia của Liên Hiệp Quốc bày tỏ sự thất vọng trước việc Việt Nam xử tử một tù nhân bị kết án tử hình Bất chấp những lời kêu gọi từ các nước phương Tây và các tổ chức quốc tế đòi ngừng thi hành bản án mà họ cho là oan sai, VOA cho biết tử tù Lê Văn Mạnh bị hành quyết hôm 22 tháng 9 sau khi bị giam giữ hơn 18 năm. Gia đình của tử tù này không được thông báo về ngày giờ ông bị xử tử trong khi vẫn đang đi kêu an cho ông. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn lời ông Maurice Tibor Bins, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về vụ hành quyết phi luật lệ, cẩu thả và tùy tiện, nói hôm 2 tháng 10 rằng Tôi cảm thấy lo ngại về việc hành quyết Lê Văn Mạnh, bất chấp những lời kêu gọi khoan hồng trước những nghi ngờ sâu sắc về tính công bằng mà quá trình xét xử ông ấy và những cáo buộc đáng tin cậy về việc ông Mạnh bị tra tấn hoặc bị ngược đãi để buộc phải nhận tội. Theo luật nhân quyền quốc tế, bất kỳ tuyên bố nào được chứng minh là do bị tra tấn đều không được sử dụng để làm bằng chứng trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào. Ông T. Boy Beans nói trong tuyên bố, VOA dẫn lời các luật sư đại diện cho gia đình ông Mạnh khi gửi thỉnh nguyện thư lên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào tháng trước nói rằng họ thực sự nhận thấy các vấn đề được coi là sai sót, vi phạm nghiêm trọng về mặt tố tụng, bao gồm việc chứng minh và đánh giá các chứng cứ buộc tội trong vụ án này. Chuyên gia của Liên Hiệp Quốc còn nêu lên quan ngại về việc gia đình ông Mạnh không được thông báo về ngày thi hành án, cũng như không có cơ hội đến thăm tử tù trước khi bị thi hành án thay vào đó gia đình ông mạnh được yêu cầu nộp đơn lên tòa án tỉnh để nhận hài cốt của ông chỉ trong thời hạn 3 ngày vừa dẫn tuyên bố của ủy ban nhân quyền liên hiệp quốc khi lên án việc hành quyết ông mạnh vào tháng trước nói rằng việc không cung cấp thông báo kịp thời cho các cá nhân bị kết án tử hình về ngày thi hành án theo quy định cấu thành một hình thức ngược đãi khiến việc thi hành án sau đó trái với công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị Tôi quan ngại sâu sắc về tính chất bí mật của việc thi hành án tử hình ở Việt Nam, ông Tidbor Bins nói trong tuyên bố. Hình ảnh gia đình Lê Văn Mạnh đau đớn bên nắm mồ mới của ông. VOA dẫn lời luật sư Đặng Đình Mạnh trong cuộc phỏng vấn vào tháng trước nói rằng chính quyền Việt Nam không công bố chi tiết số người bị xử tử hàng năm và coi đó là thông tin mật. VOA cho biết thêm, ngoài Lê Văn Mạnh hiện còn hai tử tù được xem là bị xử oan sai, là Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Trưởng đều bị giam giữ trong hơn một chục năm qua. Gia đình ông Trưởng vào đầu tháng 8 cũng nhận được thông báo về việc thi hành án tử hình đối với ông, nhưng không được biết ngày thi hành án. Chuyên gia của Liên Hiệp Quốc kêu gọi các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, công bố thông tin về việc sử dụng hình phạt tử hình và thông tin về việc sử dụng hình phạt này hàng năm. Ông Tibor Binz kêu gọi chính phủ Việt Nam xem xét việc tạm ngừng áp dụng hình phạt tử hình và tiến hành rà soát một cách có hệ thống tất cả các trường hợp sử dụng hình phạt tử hình. Hàng chục quốc gia của khối Liên minh châu Âu vào tháng trước cũng đã kêu gọi Việt Nam bãi bỏ án tử hình. Các yêu cầu bình luận của VOA gửi tới Bộ Ngoại giao Việt Nam về việc kêu gọi các của các nước phương Tây cũng như lên án của Liên Hiệp Quốc trước việc hành quyết ông Lê Văn Mạnh không được hồi đáp, VOA cho hay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm với bản tin chuyên gia Liên Hiệp Quốc lên án vụ thi hành án đối với Lê Văn Mạnh. Sáng kiến kinh tế mới giữa lòng thành phố ngập sâu. Ngày 2 tháng 10, AFA có bài Ngạo nghệ nền kinh tế mới của Việt Nam của tác giả Bùi Việt Khoan. Tác giả hài hước miêu tả nhiều ngõ ngách của xã hội khi trời đổ mưa và thành phố bỗng thành dòng sông uống quanh theo đó bên các chung cư cả đêm vang lên tiếng hai vợ chồng dằn vặt xỉa xói nhau vì lỡ mua tầng thấp anh người mẫu cung kính hấp nhang vái tà trời đất vì nhờ ngày nào cũng kích đồ lên cao và tát nước trong nhà ra đường mà bắp tay bắp chân anh lên chuột thân hình vạm vỡ như lực sĩ trong hẻm hóc một người trốn nợ run đùi ngồi nhậu bia với đĩa cốc ổi chấm muối ớt vì nhờ mưa đường ngập đến rốn lại còn ngâm cả tuần thối hoắt nên chủ nợ không dám lội vào. Hình ảnh bài trên AFA. Trong mấy căn biệt thự, nhà thầu và kẻ có quyền duyệt chi cũng phẫn phơ rót chai van và lòng vui sướng. Cầu mưa to lên cho đường xá, nhanh hư hỏng, tiện thể chôn vùi luôn những đoạn đường toàn cát, chỉ láng tẹo giữa đường tráng men. Tại trụ sở Ủy ban thành phố, các quan chức họp khẩn cấp về chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Tác giả Mỉa Mai dự án được trao giải đặc biệt thuyết phục tất cả các chuyên gia và bộ máy lãnh đạo thành phố về tính khả thi tiết kiệm và hiệu quả đó là dự án trồng lúa nước ngắn ngày kết hợp nuôi cá đồng trên các đường phố dự án này được người dân tự phát thực hiện ở khắp nơi và đều thành công mỹ mãn nên có thể đưa vào triển khai quy mô lớn ngay lập tức không cần thí điểm gì nữa cả khắp nơi trên đất nước đầu đầu cũng nói Khắp nơi trên đất nước đầu đầu cũng rộn vang tiếng ca, tiếng hát gánh thóc về. Dưới chân trụ điện giao thông, con tôm nghiêm túc ôm cây lúa. Cả lóc vùi sướng vặt đẻ dưới chân ba quảng cáo. Cánh đồng mẫu lớn trải dài vàng rực từ Đại học Nông Lâm đến nhà bè. Hình ảnh tin về việc Hà Nội bị ngập sâu. Sau khi chính sách đổi mới kinh tế được long trọng công bố, toàn dân bung ra quyết liệt, người người, nhà nhà, ngành ngành thi đua yêu nước. Tác giả nêu ví dụ, ngành du lịch tổ chức các tour sống như người bản địa gồm các chương trình lội phố thì dắt xe máy vượt chứa ngại vật thì chùi ghi nhanh nhất thì tát nước trong nhà ra phố hội thơ việt nam lấy luôn đề tài sống trong lòng phố làm chủ đề ngày thơ năm nay giải nhất của hội nhiếp ảnh là bước nét đẹp lao động trên cabo chụp một cô gái ngồi trên cabo xe giữa biển nước trung tâm hà nội chăm chỉ làm việc trên điện thoại Ngành thời trang thiết kế các loại quần áo lội nước, bộ đồ này cực kỳ độc đáo ở chỗ, tùy lúc chiếc áo sẽ biến thành phao, nâng nửa người nổi lên mặt nước đủ để chụp ảnh check-in. Hình ảnh cô gái ngồi trên cabo xe giữa Hà Nội ngập lục. Hội làm vườn sân thượng đồng loại chuyển qua trồng súng, trồng sen, trồng củ ấu trên sân thượng. Mỗi mùa ngồi vắt chân lên đếm tiền. Ngành giáo dục thí điểm đưa môn đi cà kheo vào trường học. Học sinh lớp 1 mỗi tuần đều có một ngày thực hành mỗi chủ nhật đều có biểu diễn nghệ thuật tại quảng trường nước trung tâm thành phố thu hút rất đông dân bơi trên thế giới tuy nhiên tác giả châm biếm tất cả những thành quả đạt được về kinh tế cho dù rất phấn khởi là thành quả rực rỡ dưới sự đoàn kết nhất trí của toàn dân dưới sự lãnh đạo nhưng không thể sánh với chất lượng cuộc sống toàn quốc đã nâng lên đến tầm vóc mới chưa từng có trong lịch sử trong cả nước người dân đều sống chậm lại đầy bình yên không có đua xe, không có luồng lách, phóng ẩu, giành đường leo lệ, không có giật điện thoại, túi sách. Tất cả đều trang hòa, yêu thương. Người này dìu xe người kêu qua đường ngập, mỗi gương mặt đều là một đóa hoa sen. Người dân sống trang hòa với thiên nhiên, giữa thiên nhiên, mỗi buổi chiều về chuột và người thông dòng lội bên nhau, đầy ngạo nghễ Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Sản kiến kinh tế mới giữa lòng thành phố ngập sâu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc thơ thời báo.d